Xin chào các bác nông dân. Hôm nay, mình muốn giới thiệu một sản phẩm phân bón cực kỳ hữu ích cho cây trồng, Magichem Kết-tinh Acid. Đây chính là bí quyết giúp các bác nâng cao năng suất đấy. Vậy Magichem Kết-tinh Acid là gì? Nó là một loại phân bón vi lượng cung cấp hai chất dinh dưỡng quan trọng là Magi và Kem. Magi giúp cây trồng quang hợp tốt hơn, tạo ra nhiều diệp lực hơn, giúp cây xanh tươi. Còn Kem thì đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển rễ và tổng hợp protein. Điều đặc biệt của Magichem Kết-tinh Acid là nó ở dạng tinh thể, rất dễ tản trong nước. Nhờ vậy, cây trồng của các bác sẽ hấp thu dinh dưỡng nhanh chóng và hiệu quả hơn. Cách sử dụng cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng theo hướng dẫn trên bao bì rồi tưới đều quanh gốc cây là được. Tiện lợi quá phải không nào? Sử dụng Magichem Kết-tinh Acid, các bác sẽ thấy cây trồng thay đổi rõ rệt. Cây sẽ xanh tốt, khỏe mạnh hơn, rễ phát triển mạnh. Từ đó cây cũng sẽ chống chịu sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt tốt hơn. Nhờ vậy, năng suất và chất lượng nông sản chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. Hơn nữa, sản phẩm này còn rất thân thiện với môi trường, không gây hại cho đất và nước. Đây là điều vô cùng quan trọng để chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường sống bền vững. Các bác muốn mua sản phẩm hoặc tìm hiểu thêm thông tin, hãy truy cập trang web DaoPlantVN nhé. Trên đó, các bác sẽ tìm thấy nhiều thông tin hữu ích và các sản phẩm chăm sóc cây trồng khác. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích khác. Chúc các bác có một mùa vụ bội thu.